Lễ tang 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 được tổ chức theo nghi thức quân đội tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Cha già, vợ trẻ, con thơ. Tất cả bàng hoàng trong nỗi mất mát tang thương quá lớn. Khi mất đi một người con, người chồng, người cha, trụ cột chính của gia đình. Hàng nghìn người dân, có cả những người không quen biết, đều có mặt tại lễ tang từ rất sớm để tiễn đưa những người con quả cảm của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dâng nén tâm hương kính viếng. Trong sổ tang, Phó Thủ tướng bày tỏ vô cùng thương tiếc 22 quân nhân đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18 tháng 10. Đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. Đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Từ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thư có đoạn viết: "Chúng ta chưa nguôi ngoai trước sự hy sinh của 11 cán bộ, chiến sĩ và 2 cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khi cứu nạn công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 ngày 13 tháng 10, thì sự cố sạt lở nghiêm trọng rạng sáng 18 tháng 10 làm 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước tiếc thương các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những ngày qua, nhưng cũng tự hào về một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu và gắn bó máu thịt với nhân dân." Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến viếng chia buồn cùng các gia đình liệt sĩ. Trong 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh có 8 người quê ở Nghệ An. Trong số này có những chiến sĩ chỉ vừa tuổi 19-20. Sau lễ viếng, di hài các liệt sĩ sẽ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24 tháng 10.